Trong khi các phân khúc xe khác liên tục đón những cái tên mới mẻ, cạnh tranh gay gắt thì Sedan hạng C tại Việt Nam từ lâu không có bất kỳ người mới nào. Người dùng Việt Nam vẫn chỉ quen thuộc với những cái tên như Kia Cerato, Honda Civic, Mazda 3 hay Hyundai Elantra. Sắp tới, điều này có thể thay đổi khi MG đưa mẫu Sedan MG5 về Việt Nam. Trong khi MG ZS không quá thành công ở phân khúc SUV đô thị dù có giá bán rất tốt, người ta đặt nhiều kỳ vọng vào mẫu MG5 có thể phá thế thống trị của Kia Cerato hoặc ít nhất đem đến làn gió mới cho phân khúc được xem là cũ kỹ nhất trên thị trường ô tô Việt Nam. Mẫu xe này đã hẹn lịch ra mắt tại Thái Lan vào ngày 20 tháng 7 với giá tạm tính 433 triệu. Các thông tin gần đây cho thấy MG sẽ đưa MG5 về Việt Nam trong nửa cuối năm nay. Về ngoại thất, MG5 có vẻ ngoài cuốn hút với lưới tản nhiệt rộng mang phong cách Maserati, hốc hút gió lớn khiến mặt trước của xe trông hầm hố. Đèn pha LED tích hợp dải đèn LED chiếu sáng ban ngày được làm gọn, sắc cạnh ở mặt sau, đèn hậu của xe tiếp tục được làm nhỏ, tạo hình móng vuốt. Ống xà kép được tạo dáng thể thao cản sau thiết kế bắt mắt. MG năm 2021 có kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.675mm, 1.842mm, 1.480mm, chiều dài cơ sở 2.680mm, kích thước tương đương với Honda Civic. Về tổng thể, chiếc xe này gây ấn tượng mạnh với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên trong khoản nội thất xe được thiết kế theo phong cách đặc trưng như các mẫu xe khác trong gia đình MG. Ghế ngồi cũng rất nịnh mắt được bọc ra, khâu chỉ thể thao, vô lăng bọc ra vát đáy đẹp mắt. MG năm 2021 được trang bị một màn hình giải trí 14 in đặt ở vị trí trung tâm, một màn hình LCD cho cụm đồng hồ công tơ mét, hệ thống điều hòa tự động, cửa sổ trời cỡ lớn. Tại Thái Lan, MG năm 2021 sử dụng động cơ dung tích 1 5 l hút khí tự nhiên công suất tối đa 118 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng trên phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước FVKD. Tại thị trường Trung Quốc, xe có thêm phiên bản động cơ dung tích 1.5 lít tăng áp, công suất 171 mã lực và mô men xoắn cực đại 275 Nm mạnh mẽ hơn, sử dụng kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7. Hiện chưa rõ MG sẽ đưa phiên bản nào về thị trường Việt Nam. seco cool, seco